Sao anh em đang xem cái clip này có tiếng nha. Thì để mình trả lời cái câu hỏi của một số anh em á, súng bút bắn đạn cao su là súng gì, nó như thế nào? Thì đây mình làm một cái clip ngắn mình chia sẻ với anh em luôn. Đây là khẩu súng bút bắn bằng đạn cao su. Thứ nhất, súng bút hình dáng như thế này. Đạn cao su là đạn gì? Đạn cao su, đây là viên đạn cao su 9 mm. Đạn cao su là nó có cấu tạo nè. À, là cái đầu của nó, cái đầu thì nó sẽ bằng nhựa, nó không phải bằng không phải bằng chì hoặc là bằng kim loại. Đó, cái đầu này là bằng nhựa, bằng cao su nè. À, khi thuốc nó tẩm ra thì cái đầu này nó sẽ làm giảm sát thương của cái khẩu súng này. Đó, đây là khẩu súng bằng cao su, đây là viên đạn cao su. Còn đây là khẩu súng bút. Thì tại sao gọi là khẩu súng bút? Thì cái nó tạo dáng tùy mỗi người tạo dáng, thì cái tạo dáng những cái súng bút nó gần giống như cái súng bút cũng được, hoặc là làm đơn giản như thế này cũng được. Đó, nhỏ gọn về cất giấu nó mới gọi là súng bút nha. Đó, thì súng bút này nó có hai bộ phận, thứ nhất là phần thân, thứ hai là phần đầu. Phần đầu là để mình để cái viên đạn của mình vào. Đây mình tháo ra nha, đây viên đạn này là mình test rồi nè. Đó, phần đầu là để mình để cái viên đạn vào đây. Đây, phần đầu là để mình để cái viên đạn vào. À, mình dặn ra ở đây là nó có tiện đen nè, dặn nè. Rồi, phần thân nó là một cái nút bấm. Bên trong này nó có một cái kim hỏa nó đúng ở đây và một cái lò xo. À, để mình tháo ra luôn nha. Rồi, ở đây là khi mình đã tháo ra xong nha. Một cái nắp dặn nè, bên trong nó có một cái lò xo. Một cây này là cái kim hỏa nha, cái kim hỏa để mình đập vào viên đạn. Thì đây là một cái nút à, cấu tạo bên trong như thế thôi. Khi mà mình cầm mình kéo nó ra như thế này thì giật lên và mình bấm nút bật kim hỏa nè, nó sẽ đập vào cái đít đạn, nó sẽ gây nổ nha. Đây là cái lò xo nhỏ để mình gắn vào đây. À, gắn vào đây xong mình làm cái này mình bỏ vô để mình lắp ráp lại luôn nha. Rồi mình cầm cái này mình đút vào nè. Rồi lò xo mình gắn vào. Rồi mình dặn cái con ốc này lại, dặn vô đây là xong nha, rất là đơn giản luôn. Đó, thì đây là súng bút bắn bằng đạn cao su. Như thế này, súng bút bắn đạn cao su. Thì nhiều anh em bảo không, cái này nó đơn giản mà nó dễ làm mà sợ tôi làm không được. Nếu mà anh em làm được thì anh em mình cũng rất là mừng. Anh em tự làm chơi tự làm chơi đi. Chứ còn mà lên kênh mình nói ở này rẻ lắm, tôi làm được mà anh em lên đặt mua mình làm gì, để lên bình luận làm gì, không có người bán có người mua. Và mình thậm chí mình cũng không có làm được nữa. Đây là thợ làm nha, mình đặt về và mình bán lại cho anh em, thật sự mình cũng không làm được. Đơn giản nhưng mà cũng không có đơn giản đâu anh em, mà làm rồi so các kiểu chim phá nhọn, chim phá không nhọn, đập nó lủng không nổ. Thật sự nếu mà vào nó cũng khó chứ không phải là dễ đâu. Nhìn thì thấy dễ nhưng mà khi bắt tay những cái gì nói cũng dễ, nhưng mà bắt tay rồi làm nó mới khó. À, đây là súng bút bắn đạn cao su nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Thì shop của mình có số điện thoại mình có để đây nè, 0706222435, số điện thoại của Tiến nha. Anh em mình có cần liên hệ đặt hàng cứ gọi trực tiếp cho mình. Và lưu ý một điều nữa là shop của Tiến chỉ bán chuyển khoản nha, không có bán có không dùng trực tiếp. Rồi anh em xem nhớ cho mình một đăng ký và một nút like nha. Rồi mình xin chào tạm biệt tất cả anh em.